Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SVTN, hôm nay là ngày 9 tây tháng 8 năm 2014. Nghi Lữ đang có mặt ở tại chùa Từ Lâm. Chúng tôi biết rằng ngày hôm nay tại đây có một cái buổi đại lễ Vu Lan. Chúng tôi cũng ghi nhận một số hình ảnh cái diễn tiến của buổi lễ Vu Lan tại chùa Từ Lâm như sau. Con thì mỗi chủ nhật con có tới chùa. Rồi con biết nghĩa Vu Lan là ngày để nhớ ơn ba mẹ. So, con vô để con trả lại cho ba mẹ. Vẫn giữ được cái truyền thống, cái gọi là cái nghi lễ, cái ngày Vu Lan, thì con có muốn cái điều này nó mãi mãi tồn tại hay không? Dạ, con muốn cái này nó mãi mãi, mỗi năm thì cũng có lễ như vậy rồi. Mai mốt con cũng sẽ tới chùa như vậy. Về ngày Vu Lan là ngày để nhớ ơn cho ba mẹ, thì như người Mỹ thì có Mother's Day với Father's Day, thì người Việt Nam thì mình có lễ Vu Lan. Cũng giống như những cái Phật tử bình thường khác, cũng có được cơ duyên đóng góp một phần nhỏ vào cái xây dựng ngôi chùa này từ ngày đầu. Hôm nay nhân dịp lễ Vu Lan thì cũng như hàng năm, chúng tôi cũng phụ trách để tổ chức cái buổi lễ được trang nghiêm. Nói về lễ Vu Lan thì chắc có lẽ là ai cũng nghe tới chữ Vu Lan là cũng đã hiểu như thế nào rồi. Đó là nhấn mạnh về cái hiếu, cái tình với là cha mẹ. Đó là cái mà nó gần nhất với gia đình của mình, với bản thân của mình. Bên cạnh đó thì cái gia đình rồi nó sẽ đưa đến cái tổ quốc. Mình đã xa quê tới mấy chục năm rồi, cũng không mang được gì với mình khi rời quê hương, thì trong lòng chỉ còn một cái mối tình, tình gia đình, tình quê hương, tổ quốc. Vậy bậc trưởng phu dù là một ơn nhỏ cũng chẳng quên, huống chi là ơn lớn sâu nặng của cha mẹ. Do đó người Phật tử chân chính luôn nhớ nghĩ đến bốn ân: ân quốc gia, ân cha mẹ, ân sư trưởng và ân chúng sanh, mà dấn thân hành đạo, tu tập những điều phước thiện để báo đền, để giữ gìn truyền thống văn hóa tâm linh cao quý của Phật giáo. Đại lễ Vu Lan báo hiếu được long trọng tổ chức tại chùa Từ Lâm qua buổi lễ Vu Lan thật trang nghiêm thanh tịnh ngày hôm nay. Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tha thiết kêu gọi chư liệt vị hãy vì tiền đồ của dân tộc và đạo Pháp thể hiện Bồ Tát hạnh cứu khổ trừ nguy, tích cực dấn thân hơn nửa đợt khỏi cô phụ bản hồi xuất thế độ sanh của chư Phật. Hôm nay chúng tôi đến đây lần đầu tiên, nhưng chúng tôi thấy một cái cơ sở, một cái cơ ngơ rất là đẹp đẽ, mát mẻ, rộng rãi. Phật tử hưởng ứng rất là chân thành và đồng thời về đây giữ cái buổi lễ hôm nay. Mà chúng tôi nhìn thấy cái quang cảnh này, chúng tôi cảm tưởng rằng Phật giáo ngày càng hưng thịnh. Trần gian là sao? Nghi Lữ tường trình từ San Jose.